Xin chào mừng quý bạn đã đến với Khoảnh Khắc Bóng Đá. Huấn luyện viên Gong Okun chính thức trở lại với bóng đá Việt Nam. Vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam của huấn luyện viên Chu Xie chắc chắn đang bị lung lay bởi những thông tin vô cùng hấp dẫn, và nó như là một cuộc cạnh tranh cực kỳ lớn ở vị trí này, với sự so sánh, với sự so kè giữa các vị trí khác nhau. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang mong muốn không chỉ những vị trí ở trên sân mà vị trí huấn luyện viên trưởng cũng có thể sẽ tạo ra sự đột phá bằng cách là cạnh tranh giữa các vị trí khác nhau. Ai làm tốt nhất sẽ là người đứng ở vị trí đó. Chính vì vậy, việc huấn luyện viên Gong Okun trở lại với bóng đá Việt Nam, sự so sánh của ông với vị trí của huấn luyện viên Chu Xie chắc chắn sẽ diễn ra, bởi kết quả của huấn luyện viên này với câu lạc bộ Công an Hà Nội khi chốt hợp đồng cuối cùng sẽ thực sự mang lại những niềm tin, bởi trong đội hình đó toàn là những tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Nếu như ông khuyến khích cũng như là tạo ra động lực tuyệt vời dành cho những cầu thủ đang đi ngang với phong độ của mình mà trở thành những cầu thủ cực kỳ lợi hại, thì có lẽ huấn luyện viên Chu Xie phải xem xét với vị trí huấn luyện viên trưởng của mình. Vâng, thưa quý bạn, mời quý bạn đến với những thông tin chi tiết ngày hôm nay với bản hợp đồng của huấn luyện viên Gong Okun. Nó sẽ tác động như thế nào với vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam? Lung lay dữ dội hay trở lên mạnh mẽ hơn với bóng đá Việt Nam? Theo nguồn tin của chúng tôi thì đôi bên đã đạt được một số thỏa thuận nhưng chưa chốt hợp đồng do vướng mắc về chế độ đãi ngộ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tới thăm đại bản doanh của câu lạc bộ tại PVF tại Hưng Yên vào ngày 31 tháng 10 và tiếp tục đàm phán đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, ông Gong Okun được mang theo một đội ngũ trợ lý dành riêng cho mình. Huấn luyện viên sinh năm 1974, từng dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải bóng đá U23 châu Á năm 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gây ấn tượng mạnh khi khuyến khích các học trò trẻ tự tin cầm bóng, phối hợp ngắn và chơi tấn công, một lối chơi kiểm soát bóng đúng nghĩa mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất cần. Đội ra quân bằng trận hòa 2-2 trước đội bóng Thái Lan khi hai lần dẫn trước, sau đó hòa Hàn Quốc với tỷ số 1-1 và thắng Malaysia với tỷ số 2-0 để giành vé đi tiếp. Tại tứ kết thì huấn luyện viên Gong Okun cùng các học trò của mình đã không thể có được chiến thắng trước đội bóng Ả Rập Xê Út, đội bóng dành tất cả lực lượng để tiến vào vòng đấu chung kết. Sau khi chia tay U23 Việt Nam thì huấn luyện viên Gong Okun chưa dẫn dắt đội bóng nào, tuy nhiên bản thân ông lại dành tình cảm đặc biệt cho đất nước Việt Nam. Những tình cảm đó được hiện diện trên khán đài, những người hâm mộ trên thông tin qua các mạng truyền thông xã hội. Ông nhận được những tình cảm nồng nhiệt tuyệt vời mà không có đâu sánh bằng. Ông mong muốn sẽ cống hiến và giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển mạnh trong thời gian tới với năng lực của mình để những cầu thủ trẻ có thể trở thành những ngôi sao. Công an Hà Nội đang sở hữu đội hình khủng nhất Việt Nam hiện nay với hàng loạt ngôi sao như thủ thành Philip Nguyễn, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, hậu vệ biên là Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tuấn Tài, tiền vệ Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải, ngoại binh Giovane. Với những nhân sự như vậy thì chắc chắn người hâm mộ đội Việt Nam đặt niềm tin rất cao vào huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ khơi dậy tinh thần, lấy lại phong độ cho một loạt hào thủ của bóng đá Việt nước nhà. Bên cạnh đó, cống hiến cũng như tạo ra những nhân sự mới trong hàng tấn công cũng như hàng tiền vệ, nơi Phạm Văn Luân, Giáp Tuấn Dương hay là Hoàng Văn Toản, những cầu thủ rất trẻ đều huấn luyện viên Chu Xie đang đặt niềm tin ở vị trí giữa sân. Ngược lại với câu lạc bộ Công an Hà Nội, khi huấn luyện viên Gong Okun có mặt tại nơi đây thì tình yêu của người hâm mộ đội Việt Nam có một phần nào đó lại chuyển dịch về câu lạc bộ Công an. Bởi lẽ thì trong việc so sánh giữa huấn luyện viên Gong và huấn luyện viên Chu Xie trong việc ngồi vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, người hâm mộ đội Việt Nam đã bắt đầu có thiện cảm với ông thầy người Hàn Quốc bởi những gì diễn ra trong thời gian vừa qua dưới triều đại của huấn luyện viên Chu Xie là chưa có gì đáng kể. Chính vậy, sự chuyển dịch về fan hâm mộ dành cho một huấn luyện viên và chắc chắn đội bóng đó sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu như huấn luyện viên đấy còn thể hiện được rõ năng lực của mình, thể hiện một lối chơi phóng khoáng và có thể sẽ đạt được thành tích cao trong thời gian tới. Đặc biệt là vòng đấu thứ 3, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ thi đấu với câu lạc bộ Hà Nội tại sân vận động Hàng Đẫy. Một trận derby sẽ mang tới tính chất rất quan trọng để chọn lựa cũng như tìm kiếm những nhân sự cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Huấn luyện viên Gong Okun sẽ ngay lập tức cầm quân ở trận đấu này nếu như đạt thỏa thuận vào ngày mai, và chúng ta sẽ chờ đợi những thông tin tuyệt vời từ huấn luyện viên Gong Okun, bởi ông sẽ đi thăm VFF, VPF để có thể đưa ra một định hướng rõ ràng nhất với một học viện bóng đá trẻ, xây dựng một nền tảng vững chắc dành cho câu lạc bộ Công an. Thưa quý bạn, trước đó thì huấn luyện viên Gong được đồn đoán sẽ cầm quân câu lạc bộ Hà Nội sau những thất bại gần đây của câu lạc bộ này. 14 bàn thắng sau 4 trận đấu thực sự là một con số cực kỳ đáng quên của đội bóng thủ đô. Và trong bối cảnh này thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ không có được chữ ký của huấn luyện viên Gong Okun vì ông đã có một bản ký kết với câu lạc bộ Công an Hà Nội.
Chính điều này đã đưa ra một trong những quyết định cực kỳ là bất ngờ khi một huấn luyện viên mới chính thức sẽ là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Đó chính là huấn luyện viên trưởng ông Đinh Thế Nam, huấn luyện viên đã dẫn dắt đội bóng U23 Việt Nam vô địch giải đấu U23 Đông Nam Á diễn ra vào năm 2020. Dù mùa giải mới bắt đầu được 2 vòng đấu, nhưng câu lạc bộ Hà Nội đang tiến hành sự thay đổi rất nhiều những nhân sự trong danh sách. Trước đó thì huấn luyện viên Bandovic đã phải rời sau khi thua tại AFC Champions League. Sau khi không thể lập tức đưa được đội bóng thủ đô lên tới vị trí cao nhất thì đội bóng này đã để trợ lý Lê Đức Tuấn dẫn dắt. Tuy nhiên, thành tích không tốt trong 2 trận đấu gần đây với tỷ số 1-2 trước Vũ Hán Three Tower ở AFC Champions League và tỷ số 3-5 trước đội bóng Hải Phòng khiến cho câu lạc bộ Hà Nội quyết định thay đổi một đội viên mới. Ban lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội thống nhất sẽ thay đổi nhân sự trong vai trò huấn luyện viên trưởng, giao cho ông Đinh Thế Nam, hiện là giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Hà Nội, làm quyền huấn luyện viên trưởng đội bóng giai đoạn 2011-2013. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam từng là phó giám đốc của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội và vừa trở về hồi tháng 7 năm 2023, vừa qua với cương vị giám đốc. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam để lại dấu ấn đậm nét với chức vô địch U23 Đông Nam Á năm 2022 tại Campuchia một cách đầy ấn tượng và giàu cảm xúc trong bối cảnh hàng loạt cầu thủ đều mang Covid-19. Trước đó thì chiến lược gia 58 tuổi cũng đã đưa U16 Việt Nam lọt vào tứ kết giải đấu vô địch U16 châu Á năm 2016. Chia sẻ sau khi được bổ nhiệm thì huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội, ông Đinh Thế Nam bộc bạch rằng: "Tôi khá bất ngờ khi nhận được quyết định từ ban lãnh đạo của đội bóng ngày hôm nay, đưa vào cho chúng tôi cơ hội vừa là thử thách dành cho tôi. Tôi sẽ cố gắng cùng tập thể đội bóng thể hiện tốt nhất ở trong trận đấu sắp tới, đặc biệt là trận đấu với Công an Hà Nội trước khi vòng loại World Cup 2022-26 diễn ra. Tôi đã cố gắng thời gian làm việc ở đây từ những ngày đầu tiên nên sẽ không khó khăn để bắt nhịp, làm quen công việc. Chất lượng nhân sự đều là những tuyển thủ quốc gia ở cấp độ. Việc của tôi sẽ làm sao gắn kết cho một cách nhuần nhuyễn ở trong đội bóng mà thôi. Nhìn chung thì khó khăn đang bủa vây nhưng truyền thống vượt khó sẽ được phát huy. Tôi tin đội bóng sẽ sớm tìm lại được quỹ chỉ đạo chiến thắng trong thời điểm này." Đó chính là những tuyên bố của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sau khi nhậm chức của huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. 2 vòng đấu như chúng ta đã thấy sự xáo trộn về mặt nhân sự ở vị trí băng ghế huấn luyện viên trưởng. Chắc chắn trong thời gian tới, những sức ép từ dư luận, sức ép từ các đội bóng về thành tích cũng như là cách thi đấu sẽ mang lại những sự hấp dẫn và tạo ra được nhiều những nguồn lực dành cho bóng đá Việt Nam với các vị huấn luyện viên mới đa dạng hơn về cách chơi và cách tiếp cận. Trong khi đó thì huấn luyện viên Chuse sẽ càng được lợi với những cầu thủ trẻ sẽ được thường xuyên sử dụng. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng vậy, ông là một trong những huấn luyện viên có tầm ảnh hưởng rất lớn tới bóng đá trẻ Việt Nam và hiện nay thì ông là đang đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ Hà Nội, cũng có đồng nghĩa với việc là ông sẽ trao cơ hội dành cho những cầu thủ nào giàu khát khao, giàu cống hiến, không ngoại trừ khả năng sẽ thay một loạt những nhân sự trụ cột vì những cái sự cố gắng của họ sẽ không còn nữa, vì cái động lực của họ cũng đã bắt đầu giảm sút. Vâng, đó thực sự là một cái vấn đề mà huấn luyện viên Đinh Thế Nam và các huấn luyện viên khác cần phải khơi dậy. Bởi bóng đá Việt Nam hiện nay cần sự tổng hòa của rất nhiều câu lạc bộ để tạo ra một đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên Chuse. Và những huấn luyện viên Gông Kun hay huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ làm cái mắc xích quan trọng để tạo ra dấu ấn đó. Đó chính là những góc nhìn của chúng tôi về việc huấn luyện viên Gông đến với bóng đá Việt Nam. Những sự so sánh, những sự áp lực chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc đi lên với bóng đá Việt Nam, phải không quý vị và các bạn? Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!